Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 114, sau khi đi vào trong thông đạo, Thạch Hạo đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn tới được thượng giới. Và ngay lập tức, việc đầu tiên mà hai người làm đó chính là phóng người đi nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Thế nhưng, đang trong lúc phi hành, Thạch Hạo đột nhiên lại gặp phải bất trắc. Ở phía dưới, đám mốc gen đột nhiên quăng chiếc vòi của mình lên cao. Sau đó, nó bắt đầu tập trung vây lấy Thạch Hạo ở bên trong, mặc cho Thạch Hạo vùng vẫy. Sau một hồi chiến đấu, rốt cuộc nhờ có bảo cụ, Thạch Hạo cũng phá được vòng vây. Tuy nhiên, Thạch Hạo đã bị thương nặng, bởi vậy mà sau đó, anh ấy liền ngất đi và rơi xuống mặt đất. Thấy vậy, mọi người nhanh chóng chạy lại mang Thạch Hạo trở về Chu Thôn. Thời gian trôi qua, Thạch Hạo cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhanh chóng ngồi dậy, Thạch Hạo liền một hơi uống hết bát thuốc mà vị lão giả kia đưa cho mình. Sau đó, hai người cùng nhau nói chuyện một hồi. Theo như lời vị lão nhân, ông cảm giác được Thạch Hạo rất bất phàm. Thế nhưng ông hy vọng sau khi tới đây, Thạch Hạo sẽ không mang tới rắc rối cho Chu Thôn. Bởi vậy nghe xong, Thạch Hạo cũng liền gật đầu đồng ý. Trải qua thời gian, anh ấy cũng liền tiến nhập trạng thái tu luyện. Sau khi hồi phục, Thạch Hạo cũng liền bước vào quá trình thay đổi huyết phục của mình. Nương theo đó, một sợi dây kết nối với thân thể khác cũng liền xuất hiện. Nhanh chóng vận dụng bảo thuật, trải qua thời gian, Thạch Hạo cuối cùng hoàn thành xong quá trình niết bàn của mình, khiến bản thân lột xác. Lúc này, khi Thạch Hạo mở hai mắt của mình ra, anh ấy liền xuất hiện với bộ dạng mới trông vô cùng tuấn tú và đầy khí chất. Thời gian cứ thế trôi qua, Thạch Hạo vẫn đang miệt mài tu luyện và tìm hiểu nhiều hơn về thượng giới để chuẩn bị bù đắp pháp tắc còn thiếu trong cơ thể mình. Thế nhưng trong lúc đó, đột nhiên một chuyện lại phát sinh. Nương theo đó, từ trên bầu trời, một luồng ánh sáng đột nhiên lóe lên. Sau đó từ trên trời cao, đột nhiên xuất hiện dị tượng làm tất cả mọi người trong thôn cùng với Thạch Hạo không khỏi kinh ngạc. Và sau một buổi suy nghĩ, một người bên cạnh Thạch Hạo đột nhiên mở lời nói, dường như đại chiến lựa chọn dũng sĩ sắp bắt đầu rồi. Cũng trong lúc mọi người còn đang cẩn thận quan sát, từ trong luồng ánh sáng đó, một hư ảnh đột nhiên lóe lên. Ở bên trong, một tên thiếu niên tay cầm chiến kích đột nhiên xuất hiện. Ở phía dưới, thấy chiến kích hư không trên tay hắn ta, Thạch Hạo cũng có chút khao khát. Thì ra hắn ta chính là người của tiên điện, chẳng trách lại mạnh mẽ như vậy. Ngay lập tức, mọi người ồn ào thảo luận. Và thời gian qua đi, sau khi tên kia xuất hiện, từ trong hư không, một thân ảnh mềm mại với đôi chân thon dài xuất hiện. Mái tóc tung bay phấp phới, sau đó thân ảnh của Nguyệt Thiền tiên tử cũng liền hiện ra, khiến lòng người chấn động. Thạch Hạo hơi nhíu mắt, theo anh ấy cảm nhận, chủ thân Nguyệt Thiền này còn mạnh hơn cả trước đây, thần hồn mạnh mẽ, phóng thích khí tức bất hủ. Và tất nhiên, sau khi Nguyệt Thiền tiên tử tới thì ngay lập tức, ma nữ cũng liền xuất hiện ở tại nơi này, bắt đầu mỉa mai Nguyệt Thiền một chút. Còn ở phía dưới, Thạch Hạo nhìn ma nữ xuất hiện, anh ấy bây giờ mới hiểu ma nữ và thiên hồ tiên tử chính là một và đây mới chính là chân thân của nàng. Thế nhưng, trong lúc Thạch Hạo đang suy nghĩ thì đột nhiên, thanh chiến kích của tên thiếu niên tiên điện phóng ra. Chỉ trong tích tắc, nó đã va chạm với một cây trường thương đầy mạnh mẽ. Sau đó, khi chiến kích cùng trường thương thu về, kinh khí tan đi, từ trong hư không, một tên thiếu niên tóc vàng với hai cánh sau lưng trên tay cầm trường thương cũng liền xuất hiện trước mọi người. Chưa hết, sau hắn ta, một người quen cũ lại xuất hiện, đó chính là Đằng Nhất, người của tộc Hỏa Kim khi xưa đã từng giao thủ với Thạch Hạo. Trên thiên đàn thiếu niên kỳ tài của thượng giới xuất hiện chuẩn bị cho cuộc tranh tài lựa chọn dũng sĩ, Thạch Hạo có chút chờ mong. Và rốt cuộc, trận chiến cũng bắt đầu. Ở giữa không trung, tên thiếu niên của tiên địa kêu quát lớn nói, tới đây đánh một trận đi. Phía đối diện, Đằng Nhất hai mắt vẫn nhắm lại, hắn ta ngồi im sau đó đáp, ra tay đi. Nương theo lời nói Đằng Nhất chấm dứt, ở phía bên kia, tên thiếu niên tới từ tiên điện đã liền ra tay. Chỉ trong tích tắc, vung chiến kích hư không lên cao, một luồng uy thế để dũng mãnh đã liền bổ thẳng xuống dưới. Thấy vậy, Đằng Nhất hai tay kết ấn, mà đỉnh kim đang xuất hiện một trường ấn bùng phát ra ánh sáng chói lọi. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm cũng liền bạo phát làm nơi đây rung động kịch liệt. Quả nhiên, hai người vô cùng mạnh mẽ. Khi kinh khí tan đi, thân ảnh hai người liền lao về phía đối phương chiến đấu. Đến đây thì hết tập 115 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.